Rồi sao? Cái lúc đó nhạc là do người yêu của em. Người yêu của em là sao? Là dạ. Sao? Thì lúc đó em có người yêu rồi. Thì lúc đó em có người yêu rồi. Tự nhiên bạn này bạn lên chơi, em cũng nói trước cho ba mẹ em là ba ơi bạn thôi nha, tại vì thật sự là có thích, có cảm tình nhưng mà chưa nhận lời, chưa nhận lời yêu nhau. Đến lúc mà ba mẹ bạn này đến gặp ba mẹ em cũng sợ cái mép đó luôn, là lần đầu tiên gặp ba mẹ bạn này luôn. Thì mẹ bạn nhìn em là em không biết nói gì hết, em cũng cúi xuống em mang thôi. Còn ba em thì nhìn bạn này, rồi hai gia đình là nói chuyện nhau rất là thích nhau. Mà hai đứa này thật sự là chưa có một cái chính thức, chỉ gọi là thích nhau thôi. Mà tự nhiên hai anh chị xui giống như từ tiền kiếp mà gặp nhau vậy. Dạ, đó đúng rồi. Tự nhiên thân. Rồi sau đó thì sao nè? Rồi sau đó là hết Tết em về. Thì vừa về xong là nó bị cái Covid đợt 1 đó. Là mình bị giãn cách mất 1 tháng. Cho nên là hai đứa phải yêu xa. Ta cái nó nhạt anh ơi. Ai nhạt? Ai... rồi sao? Cái lúc đó nhạt là do người yêu của em. Người yêu của em là sao? Là dạ. Sao? Vậy lúc đó em có người yêu rồi. Vậy lúc đó em có người yêu rồi. À, lúc đó đang bị kẹt rồi đúng không? Dạ. Em quen bạn đó được 2 năm. Lúc mà gặp bạn này mình cũng xác định là mình bạn bè và mở mối quan hệ giống như kiểu trong công việc thôi. Hiểu rồi, có nghĩa là bị ngấm rượu, say rượu từ từ. Như vậy là... Thực ra lúc tự kỷ ám thị là không sao đâu. Mình chỉ cần... Đó là một mối quan hệ bạn bè hết sức bình thường, không có gì hết. Cái tự kỷ ám thị vậy đó, em hiểu không? Không nhưng em, mà nó em... không có bình thường được. Nhưng mà em gì? Thì là em đang nghĩ rằng là có khi nào là em đang có nghĩa là mông lung và đang trong cái dạ. Trường hợp là hai tay hai con cá. Dạ không, thật sự là người yêu cũ của em á, thì cái người yêu mà lúc đó đang hiện tại thì em không có xác định. Và em quen bạn nó cũng kiểu như là muốn làm bạn bè, có người đi ăn cùng, đi chơi cùng. Còn em tập trung vào công việc rất là nhiều. Nhiều khi bạn nó còn nói em là miễn sao em không quên tên anh là được. Tại vì em lúc nào cũng công việc. Và trong cuộc sống bạn đó spot cho em theo kiểu là ví dụ như em đưa hợp đồng cho khách thì bạn nó sẽ chở em đi để gặp em. Nhiều khi em mệt quá, bạn nó rủ đi chơi thì em mời nó, bạn nó về nhà chơi. Về nhà chơi, chơi cùng với anh hai em, với anh Tâm của em. Còn em lên giường em ngủ. Tại vì công việc em quá nhiều. Thì bạn đó ngồi chơi với anh hai em xong rồi đi về. Thì thôi, thực sự nếu như nói về tình cảm thiệt sự thì chưa có. Và đây mới là người đàn ông đầu tiên mình cảm thấy là mình biết yêu. Mình yêu, đúng dạ, rồi. Còn hiểu, những người hiểu. Đàn ông trước là mình chưa có biết yêu. Và chính bạn người yêu cũ của em cũng nói là em chưa có biết yêu đâu. Và đó giờ em không có yêu anh đâu. Em cứ thử em yêu quyền đi, em sẽ biết là anh đã yêu em nhiều như thế nào. Trời ơi, bạn nó cũng lãng mạn ghê á. Thì bạn này thì cũng có Facebook với bạn đó. Bạn này post hình em với bạn này về nhà chụp chung nhau một bức hình thôi cho vui thôi. Bạn này post lên, bạn kia ở quê, bạn kia cũng ở Sài Gòn thấy, xong rồi gọi cho em. Nói là mấy ngày mà em đi gặp khách, em đi gặp bạn thì bạn nó cảm nhận được rồi. Cảm nhận được là em sẽ bị cảm nắng bởi một ai đó. Tại vì 2 năm trời tính em rất lạnh. Em rất là giữ khoảng cách với những người đàn ông khác, ngay cả khi nói chuyện luôn. Thì em cũng cảm thấy là có lỗi với bạn ấy. Tại vì 2 năm rồi thì bạn nó thấy có vấn đề, cho nên bút vé từ Sài Gòn bay về nhà em dịp Tết đó luôn. Thì em cảm thấy có lỗi quá, cho nên là em lạnh với bạn này. Em quyết định là chọn bạn kia. Thì lúc mà bạn kia cảm giác như là em lạnh dần á, thì bạn đó mới nói chuyện với ba mẹ của bạn để cầu hôn em. Thì lúc đó em cũng thấy không có cảm giác yên tâm. Em nói là bây giờ công việc em cũng chưa có xác định, cũng đang trên đà phát triển. Và em cũng đang còn quá trẻ, em cũng chưa xác định là lập gia đình. Cho nên là từ đây cho tới tháng 12, là từ tháng 1 cho tới tháng 12, cho em thời gian suy nghĩ. Thì lúc tháng 12 cuối năm em sẽ trả lời. Thì chưa đến tháng 12 mới tháng 4 thôi là em chính thức quen bạn này. Dạ, và chia tay với bạn kia.